Lần trước thì có người bảo là mình hãy đi làm cái ngự linh cảnh đi, thì bây giờ là mình sẽ quay cho mọi người. Bây giờ là mình sẽ đánh cái tầng 3 nha. Đây là cái đội hình của mình. Con này á, đánh càng lâu thì nó càng mạnh, bởi vậy nên mọi người chắc chắn là phải có kéo tốc và hai đam hồi mana máu. Ở đây mình chọn main chính là Sime. Người hãy coi chiêu này nha. Quan trọng là chiêu này mưa đá nè, bị tấn công sẽ có 15% tỷ lệ phản kích quần thể và giải trừ một trạng thái có lợi. Đòn gây sát thương nhiều lần sẽ không kích hoạt lại. Khi phản kích có 15% tỷ lệ khiến mục tiêu bị choáng đó. Bởi vì cái chiêu đó là mọi người tuyệt đối là hạn chế đánh tay. Trong cái đội hình của mình thì chỉ có con Ebisu là nó đánh tay thôi. Vậy thì mình phải chấp nhận. À, con này rất đặc biệt ở chỗ là nó có thể là bị trừ giáp nha. Thường là các con boss là không trừ giáp được, nhưng mà con này thì có. Bởi vậy thì sát thương của chúng ta là sẽ được tăng lên là nhờ trừ giáp của Sime và tăng đam của Thố. Đó. Ở đây thì con này rất là khó nên mình sẽ không auto, bởi vì auto thì sẽ có khả năng đánh tay và làm nhiều cái điều ngu xuẩn khác. Nếu mà auto chắc phải đánh ở cái tầng thấp hơn thì mới auto được. Ở đây mình sẽ đánh tay thì có hiệu quả cao nhất. Con này nếu đánh thường thì vẫn không chết đâu, nhưng mà để nó phản kích lại á, thì gần như là chết chắc. Bởi vậy nên hạn chế đánh tay. Tọa thì có thể bơm mana. Đó. CM thì có thể là trừ giáp, chỉ có mỗi con Ebisu đánh tay nên mình rất là sợ khi tới lượt con Ebisu. Con Huệ á. Và đặc biệt là mình thấy là vua con rồng này châm nữ rất ít nhảy nha, không biết là con rồng này hack hay sao á. Đánh tay rồi, ôi may quá nó không phản kích. À. Thôi rồi, bây giờ Ebisu khéo phản kích nè. Vẫn không phản kích, may quá. Để nó phản kích là chết luôn á. Nếu mà mọi người đánh nhiều lần thế này thì nó sẽ không phản, chỉ đánh một lần nó mới phản thôi. Nó lại tăng công lên rồi. Tới lượt Ebisu đánh nè, nó phản nè. May quá, không phản ạ. Mình chỉ sợ cái chiêu phản kích của nó thôi. Đây là gì đây? Liên tục giật sét vãi thật. Đó, mình sẽ tạo khiên. Không biết là có kịp giết nó hay không đây. Đánh hai lần luôn ạ. Con tọa mình sợ là nó chết quá. Thì nó đánh với con này chúng ta phải hạn chế đánh tay. Càng về khúc cuối nó lại càng trâu và mạnh hơn. Lại đánh tay rồi. Được lúc chúng ta sẽ bị hụt lửa thì nó sẽ như vậy. Ebisu lại đánh tay. Không biết nó chết kịp không ta. Ok.
càng lúc nó lại càng mạnh hơn. Bởi vì nó phản kích cái là mình chết luôn. Ở cái tầng 3 này rất là khó luôn á. Chỉ cần nó phản kích chúng một lần là mình đi đứt. Nó lại mạnh hơn rồi. Hê. Nó sắp chết rồi, cố lên các bạn mình ơi. Ơi các bạn mình ơi. Nhanh lên, nó sắp chết rồi. Cha dâu, cha dâu. Lại đánh tay ạ. À? Ui, nó chết rồi, may quá. Đó thì mọi người sẽ được phần thưởng là ngự mấy mấy cái đấy vậy để đổi skin của ngự linh. Mặc dù mình đã thắng tầng 3 rồi nhưng mà nó vẫn không mở hai tầng dưới, thì mình không biết đây là do chưa update hay gì đó thì mình không rõ. Thì đó. Mọi người đã... Ok. Mọi người đã có cái nhìn sơ sơ về cái đội hình đi đánh ngự linh này rồi đó. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi.